Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Phòng Thi hành án Quân khu 3 tổ chức hội nghị học tập các chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023. Tại hội nghị, cán bộ chiến sĩ đã được phổ biến nội dung cơ bản của Luật Thi đua khen thưởng, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Thanh tra năm 2022 và chuyên đề về phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. Thông qua đó, góp phần thực hiện tốt việc tuyên truyền các luật đến cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa và đi đến chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu năm 2023.